không có ý kiến gì, thế là rồi ngủ xuống. Thế thì chả suy nghĩ gì, thế thì vào lớp học cái gì? Nào chào lại đi gái. Rồi cảm ơn. Lập luận chuẩn án xong đi, đúng mỗi cái phần tiền sử thôi. Còn lâm sàng thì chưa được. Vấn đề là khi lập luận chuẩn án xong đi, tốt nhất là các bạn đừng nên đưa những cái từ mà đây là khó thở đặc trưng của SOPD, rồi đây là kiểu X-quang đặc trưng của SOPD. Thế thì nếu thế thì mình bó hẹp cái tầm suy nghĩ của mình vào, nó chỉ có cho giáo ý thôi. Đặc trưng của SOPD là cái gì, khó thở của SOPD là thì các em bạn cứ mô tả ra, xong cuối cùng là cái tóm tắt, cái kết luận là mình kết luận, chứ không phải là bây giờ mình nói với nhau rằng là bệnh nhân này khó thở đặc trưng SOPD, tức là nó đặc trưng của SOPD thì nó sẽ không còn có bệnh gì khác. Giống như là khi mình nói là khi đến năm sau các bạn sẽ học là nhồi máu cơ tim với cả cơn đau tức ngực cổ đỉnh cùng một dịch, bạn nói là bây giờ bệnh nhân đang ngủ thì bạn sẽ mô tả là vị trí cường độ thuộc lan. Còn nếu như bạn kết luận luôn là đây là đau ngực cổ vành rồi thì là thua xong. Nghĩa là kiểu gì bệnh nhân cũng phải là cơn đau tức ngực. Tương tự thì khó thở, khó thở cho mình xong đi, đơn giản nó là khó thở do co thắt phế quản sớm hết. Thì hen phế quản cũng co thắt, khối u nó cũng co thắt, thì vật nó cũng có thắt, và sau khi nó cũng có thắt. Vì thế bạn đừng nên nói là khó thở kiểu nọ kiểu ơ kiểu kia, đấy là vấn đề liên quan đến ngôn ngữ nhá. Thì còn vấn đề liên quan đến học thuật, khi lập luận chuẩn đoán SOPD là phải dựa vào tiền sử chứ không phải là dựa vào bây giờ, vì vậy là phải lập luận tiền sử có trước. Viêm phổi thì phải dựa vào bây giờ, vì bệnh viêm phổi nó không thể nào mà 5 năm trước nó bị viêm phổi, bây giờ nó vẫn còn được viêm phổi được. Còn SOPD là không thể bây giờ nó mới bị bệnh được, nó phải bị bệnh từ nhiều năm trước thì nó mới là bệnh SOPD. Vì vậy, lập luận SOPD như hai bạn nói là phải lập luận từ tiền sử trước. Và tiền sử các bạn như thế này là rất là đủ. Tiền sử yếu tố nguy cơ, tiền sử ho vào đồng, tiền sử khó thở. Và tiền sử đã được chẩn đoán SOPD và đang sử dụng thuốc gì. Cái phần này không có cái gì để bổ sung, rất là tốt. Nhưng còn cái phần liên quan đến lâm sàng, ở đây lâm sàng nó sẽ phải trả lời hai câu hỏi là triệu chứng cơn đau này có phải là của SOPD không, và các biến dạng liên quan đến tổn thương lồng ngực này có phải là của SOPD không. Bởi vì nhiều năm qua bệnh nhân của chúng ta khó thở và để lại hậu quả, cái gì đâu mà phải chắc. Thế bây giờ là nghe này để mà hiểu này, chắc đấy là trong nhiều năm qua bệnh nhân của chúng ta khó thở, bệnh nhân của chúng ta ho, nó biến đổi cấu trúc lồng ngực, biến đổi tính chất kiểu thở của bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân có những cái biểu hiện như thế, và chúng ta sẽ khám. Và chúng ta sẽ khám cái gì? Khám một bệnh nhân có khó thở mãn tính, khám một bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương về lồng ngực. Nếu như mà biến đổi cấu trúc lồng ngực chưa có thành hình thùng thì nó sẽ phải có cái gì? Có dấu hiệu Howell này, có dấu hiệu Cromwell này, có dấu hiệu gì giáo cái năng giảm này, có dấu hiệu là phổi nó vang, ví dụ như thế. Nhưng mà nhớ có một câu là nó phải đều cả hai bên phổi, giống như bạn biết như thế, tung thanh giảm đều cả hai bên phổi, tung thanh mà giảm đều cả hai bên phổi như thế thì bệnh nhân của chúng ta tràn khí vào phổi hết cả hai bên rồi nhá. Bây giảm phải nói là giảm ở mức độ nào, giảm ít hay giảm nhiều, thường nó sẽ không giảm như các bạn nghĩ đâu, nó chỉ có gì giảm thì đang giảm chủ yếu thôi, chứ chưa đến mức là dung thanh nó giảm và giảm thì đang ai xin lỗi võ nó vang. Thì giảm thì đang giảm thì chắc chắn, bởi vì gì giảm thì đang giảm thì nó mới là xung phi đi. Vì vậy cái phần này này, các bạn tóm tắt bệnh án này, các bạn tóm tắt thì bệnh án thế nào để thể hiện rằng là bệnh nhân của chúng ta đang có cái dấu hiệu của tổn thương ngực. Các bạn mở sách giáo khoa ra cái phần liên quan đến cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân xung phi ra, người ta mô tả rõ ràng là bệnh nhân của chúng ta chỉ có khó thở mức độ nào, các bạn hiểu biết về đây, nó không phải là bệnh nhân chỉ mô đồ chi nhỉ. Cái này nó sẽ không phân biệt được ra đây là khám cơn đau hay là thực thể, không có, mà hội chứng là bao giờ nó cũng phải có cơn đau và thực thể, hiểu chưa? Có tư duy nó phải rõ ràng rằng là bệnh nhân có cái bệnh này từ ở trong tiền sử, bây giờ em khám thấy các dấu hiệu như thế này và em khẳng định bệnh nhân này SOPD, vì lâm sàng bệnh nhân có cái này, lâm sàng trong cơn đau có cái này, thực thể có cái này, và có lâm sàng bệnh nhân có X quang như này, vì bệnh nhân không có FV bên một nên em dựa với X quang và lâm sàng của bệnh nhân, được chưa?
không cần phải nói câu ngắt quãng có lừng hình thùng không, 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 cái này không phải thế. Cái này các bạn khám này, cùng có cơ năng này, cùng có thực thể, có cái gì biết nói gọn này, gọi là tóm tắt được ngắn và biết chi tiết lên như này là không phải, không quy được về hội chứng thì chúng ta gạch gạch đầu dòng các triệu chứng nhé. Nó không quy vào được gọi là hội chứng khó thở mãn tính, hay là không quy vào hội chứng khó thở cấp tính, hay là không quy vào được hội chứng siêu hấp thì chúng ta gạch đầu dòng triệu chứng. Thật ra thì cái này viết không sai, nhưng nó chỉ không phù hợp với chúng này, có hiểu không ạ? Không sai, nó chỉ không phù hợp thôi. Theo quan điểm cá nhân của cô thì em sẽ viết tóm tắt bệnh án cái chỗ nào mà để chẩn đoán sâu đi xong hết rồi sẽ lên trận cấp. Vì vậy là bạn bắt đầu viết là khám trận cấp như này là được. Cái phần vì vậy phần đấy cô mới tích vào đây. Cái phần này là đồng dính vàng trong như đấy là phần cơ năng là ho nhiều hơn hoặc đồng nhiều hơn và đồng thay đổi màu sắc. Bây giờ đến khám này khó thở. Chưa? Cái phần này thì ok, cũng đúng. Tại sao cái phần này và cái phần trên này không giống viết giống thế? Em cũng viết cái triệu chứng khó thở của bệnh nhân xong em khám, thế thôi. Thì cái này cũng thế nhá. Cơ năng này đồng thay đổi màu sắc, em khám thực thể, thế thôi. Xong em đưa cận lâm sàng của phần liên quan đến cấp vào đây. Em lấy cái x-quang của bệnh nhân lên trên này. X-quang đấy thì không thay đổi được sâu đi lúc nào, nó trả lại hình ảnh như thế, đúng không? Thế đẹp hơn rất nhiều. Thế còn trong công thức máu của bệnh nhân thì tại sao em lại cho hồng cầu vào đây để làm gì? Cho chỉ số hồng cầu vào đây có cần thiết không? Chúng ta chỉ cho hồng cầu để hemoglobin và hematocrit khi chúng ta nghi là bệnh nhân này bị đa hồng cầu do tim phổi mạng thì chúng ta cho vào. Còn nếu không thì chúng ta chỉ cần cho công thức bạch cầu vào là được rồi, hiểu không ạ? Bây giờ nhá, đợt cấp này SOBRI thì ok rồi. Trong chẩn đoán SOBRI không có ổn định đến không ổn định. Nó chỉ có chẩn đoán đợt cấp này SOBRI. Thứ hai là chẩn đoán nguyên nhân của đợt cấp, chẩn đoán mức độ nặng của đợt cấp và chẩn đoán giai đoạn của bệnh SOBRI. Thế là cùng có 4 nội dung. Cái chẩn đoán mức độ nặng của đợt cấp này thì để ý 6 không? Nhá. Thì bốn không cần phải quan tâm, chúng ta chỉ chẩn đoán một là bệnh SOBRI, hai là chẩn đoán đợt cấp SOBRI, ba chẩn đoán nguyên nhân của đợt cấp SOBRI, bốn chẩn đoán giai đoạn của bệnh SOBRI, chấm hết. Vậy nguyên do vi khuẩn chính là nguyên nhân nhóm D, nhưng trong cái tóm tắt bệnh án này chưa có chỗ nào thể hiện là nguyên do vi khuẩn. Thế sao ở đây có mỗi một cái là đờm nó màu vàng xanh, đồ chứng nhiễm thường đậm. À, hội chứng nhiễm khuẩn nhưng mà dương tính nhưng lại không tốt, bạch cầu lại không tăng thì dương tính ở chỗ nào? Nhưng mà tổng số nó không tăng, tổng số tăng có 9.1 đấy, kể cả cái đấy cũng không quan tâm rồi. Em đứng nói thế chả có lý do gì. Nhiễm trùng là nhiễm trùng yếu, nó cảm thì nhiễm trùng mạnh. Vấn đề là nếu như chúng ta không có cái bằng chứng chính xác để chúng ta khẳng định là dương tính thì chúng ta phải có loại trừ. Em có cách nào loại trừ không? Tự nhiên là khi thay đổi tình tiết thì nhưng cũng không có mô tăng lên quá nhiều, hay là thay đổi độ chảy mạnh là không, không. Và giảm nhiệt độ thì tiếp thì nhiễm cũng không tăng hoặc là tăng được nhiều, và bệnh nhân cũng không có dùng những thuốc làm những thuốc nông đờm hay là thuốc làm tăng triệu chứng của SOBRI nên em cũng không có những cái này. Còn một cái nhiễm trùng do virus thì bệnh nhân thường sốt cao và bệnh nhân thường thì không sốt. Cái này là câu gợi ý để các em khi nào mà các em đi thi ấy, các em sẽ không bị bước phải cái giai đoạn mà là
rõ không rõ mà không rõ cũng bị trừ điểm, cũng có thể bị trừ điểm. Mà nếu như mà các thầy cô mà cho các em qua thì cũng qua, mà mình phải chắc chắn là mình có cơ sở để mình nghĩ rằng đây là do vi khuẩn, hay là mình loại trừ bằng cái xét nghiệm gì. Xét nghiệm gì nào, bạn nào nói cho cô biết. Viêm phổi rồi 50% bệnh nhân viêm phổi là còn không có vi khuẩn, mà sau khi nó còn không có nhiều hơn thì sao? Bệnh nhân sau khi là thường là người ta sẽ bảo vệ nhiều lần, người ta có thường kháng sinh, thứ hai là người ta có thường kháng quýt, thứ ba là bệnh nhân bảo vệ nhiều lần nên phổi vi khuẩn bệnh nhân nhiễm chưa chắc đã cũng là cái vi khuẩn gây bệnh của bệnh nhân. Vì vậy cái khuẩn lạc nó mọc rất là nhiều. Vậy viêm phổi mà nó đã không mọc 50% thì sovirin nó có khi nó chỉ mọc 10-20% mà thôi. Vậy các bạn mong phòng gì cái xét nghiệm với nó như thế? Cái xét nghiệm nào dễ hơn? Là thế bệnh viện này bây giờ còn làm glucosidonin không? Làm không? Còn làm gì nữa không? Các bạn có thể làm CRP, nhưng mà bệnh viện này có làm không? Có. Đấy, tại sao không cho cái đấy vào? Còn làm gì, xét nghiệm gì đặc hiệu hơn nữa không? Glucosidonin không phải là quyết định là bệnh nhân có nhiễm khuẩn không, mà quyết định là có nên dùng glucosidonin không. Bạn biết là trong đó có cái nhóm này ở chỗ nào ấy.
Rồi cảm ơn Hùng. Đấy là lý do vì sao cô bảo là khi các bạn viết cái phần khó thở của đây, các bạn cho luôn điểm khác với Messi vào cái khu vực này. Tại vì đằng nào nó cũng là tiền sử của bệnh nhân ở nhà. Các bạn Messi bạn chuyển chấm không thời điểm bệnh nhân ở nhà, chứ không chấm bây giờ. Bây giờ điểm nó sẽ nặng lên do bệnh nhân của các bạn khó thở. Nói chung là bệnh án này làm tốt, nó chỉ sửa một cái số thế để khi nào các bạn đi thi nó yên tâm hơn thôi. Nhưng là khi lời mình nói ra nó phải có bằng chứng nhá. Và bây giờ bệnh nhân này các bạn có thống nhất là đặt gốc Zovidin do vi khuẩn nhóm D không ạ? Vâng, nếu thế thì mời các bạn kê đơn cho tôi. Các bạn kê xong cho tôi, tùy các bạn thích kê đơn loại nào thì kê. Bây giờ câu hỏi đi thi là bây giờ sau khi mà cô đồng ý với lập luận của nó của các bạn xong là bệnh nhân là đợt thuốc Sovidi nghi do vi khuẩn và nhóm D. Các bạn kê đơn cho cô đi. Các bạn thích kê đơn loại hình thức nào tôi sẽ sửa đơn hình thức đấy. Các bạn kê trong vòng 10 phút nhé, cô đi trả bài nốt cho cô Hằng đi cô bạn ạ. Cô cũng đồng ý với em là sau khi bệnh nhân đã
Bangkok là ổn, vừa chúng ta chuyển sang là vùng Surabaya, nó không phải là Sapa đâu, nó là Lama đấy, là Lama đấy, chứ không phải Sapa đâu. Surabaya đấy là Phuketson với cả San Methodon, San Methodon nó là Lama chứ không phải là Sapa nha. Về thuốc giãn phế quản là hoàn toàn đồng ý với em, thì cô chỉ chỉnh liều cho em một chút. Thứ hai là corticoid không phải là truyền mà là tiêm, đừng uống cũng như đừng tiêm. Em cho uống cũng được, cho tiêm được, nhưng vì bây giờ là hiện bệnh nhân đang khó thở là còn khí dung lại nóng kia, thì tốt nhất là chúng ta cho tiêm được bệnh nhân đỡ bị sặc nhá. Và chúng ta dùng 1 mg cân nặng không quá 5 ngày. Đồng ý với em là dùng solumelon 40 mg một lọ tiêm từ mạch. Dùng sắt gia sôn cũng được, nhưng mà em phải tính mức lọc của thận của bệnh nhân này. Bệnh nhân này 73 tuổi rồi, tính mức lọc của thận xem chúng liều, chúng suy ra liều nữa nhá. Acimut hay là cái gì nhỉ, em vừa bảo đi lọc đầu acimut trước khi liều như lọc đủ, em phải dùng ít nhất là từ 400 đến 600, từ 200 không đủ. Trước khi em dùng acimut em phải lưu ý rằng bệnh nhân của chúng ta có đủ nước chưa. Người ta kho mà đờm nó dính, mà em kho lòng đờm mà nó không có tác dụng gì cả, bởi vì nó chưa đủ nước để đờm nó lọc ra. Ngoài ra bệnh nhân này em còn có vùng có mờ ấy nhỏ là em có thể cho thêm giảm tiết cái nhóm thuốc phối chế vô cùng rotong mắt cộng, thì em đang dùng có chút ít vì bệnh nhân của mình là còn về stress nữa, nên là chúng ta sẽ nên dùng cái đấy để giảm stress cho bệnh nhân. Thế là đơn của em như thế là ổn nhé. Vùng có mờ hơn đáng khác nào. Bạn nữ ngồi ở bàn thứ ba là từ ngoài à, từ giữa vào số 2. Em dùng một cái cơ đơn giản giai đoạn nào cấp ổn định hay là cấp thuốc bảo vệ thực vật ổn định cả mấy thứ. Một đợt điều trị sau khi đi nữa cho khoảng bao nhiêu ngày? Trong khuyến cáo của bộ y tế là sẽ điều trị 10 đến 15 ngày. Nhớ em dùng kê đơn vào ngày thứ mấy? Ngày thứ 3, ngày thứ 5, ngày thứ 7, ngày thứ 10, ngày thứ 15. Tại sao thế? Bởi vì cái thời điểm của nó sẽ đổi mới sinh. Đúng cái thứ 7. Bảy con người một số mát nhưng con ngủ nghỉ. Ok, cảm ơn cảm ơn. Đã như bạn cũng biết là cho dù cả sinh dục rồi thì nó được cho em được sinh dục rồi. Cảm ơn, chứ cũng chả có gì để sửa với mình. Cho liều lượng hàm lượng lên thuốc đi. Cho ăn dinh dưỡng tập thở là có giai đoạn này xuống.
ta hồi phục rồi, các bạn giảm dần oxy đi, trở thành oxy ngắt quãng đến khi đến mức có thể cạn đấy. Trong cái tâm hồn lúc này cô vừa mới bảo là chúng ta không nên dùng nhiều giảm toàn thân nữa, mà chúng ta nên dùng từ thiện, giống như là tôi cơ hội gợi ý cho bạn kia, nếu như mà nó có tích lũy trong cái họ chế phẩm mới rồi thì chúng ta không cần phải ví không có tích lũy tiêm. Còn nếu như mà bệnh nhân của các bạn mà xịt cái sản phẩm mà là chỉ có giảm kết quả thôi, không có có tích lũy thì bạn nên ví dụ có tích lũy kèm theo cho bệnh nhân nhé. Ví dụ các sản phẩm mà không có tích lũy, ví dụ như là Veroria là không có tích lũy, với sản phẩm ví dụ như là Piriva là không có tích lũy nhé. Và giai đoạn này chúng ta không dùng giãn quản tác dụng nhanh nữa mà phải dùng giãn quản tác dụng chậm. Có tích lũy là tắt đường toàn thân nhé, nó nên dùng từ tại chỗ. Lâm đồng dùng liều giống như là cô vừa khuyến cáo cho cái bạn đầu tiên là cân nhắc xem bệnh nhân có tự thảm được không. Bệnh nhân có đồng mà nó không long ra được thì chúng ta mới cho lâm đồng. Nếu không thì vốn dĩ người xung quanh người ta là ngày nào người ta đã hoa rồi, không cần phải dùng lâm đồng nữa. Các thuốc khác vẫn điều trị tiếp tục như thế. Ví dụ kháng sinh ngày 1 bạn đang dùng thế nào, ngày 7 bây giờ bạn dùng y chỉ như thế. Vì có cái quý đã được phát rồi, vì vậy tôi cân nhắc là phát là thuốc giảm tiết. Và nhưng mà với giai đoạn này các bạn lưu ý là có thể mất điện giải, vậy các bạn chỉ lưu ý bù điện giải rồi mình bước cho trong giai đoạn này. Và cái phần cho ăn này, phần thở trên ta có là các bạn phải lưu ý. Như vậy là nó thay đổi gì so với cả cái đơn đầu tiên của bạn đầu tiên, đấy là thay đổi liều oxy này, cắt hoặc là giảm liều oxy đi, còn thở ngắn quãng này các bạn cắt có tích lũy đường uống chuyển sang đường không biết khí dung này. Còn xin các bạn vẫn dùng tiếp tục này, long đầu vẫn dùng tiếp tục như khuyến cáo này, có thể bù nước và điện giải này, và lưu ý tập thở đều đặn cho ăn chúng ta bón. Nào mời bạn nữ, mời bạn cuối cùng ở ngoài cùng nào. Cô là em kê đơn cho bệnh nhân thuốc bảo vệ em không cảm ơn. Bạn nào có đơn về nhà không ạ? Các bạn không có bạn nào có đơn về nhà thì cô gọi ý cho các bạn đến sau này. Vấn đề là nhóm D theo khuyến cáo thì người nhà dùng nhóm gì cùng với gì nào. Nhóm D sẽ dùng ICS, LAMA và LAMA nhé. Đấy là về thuốc. Còn về vấn đề tập thở các bạn lấy luôn đi xin cái phần trong lý thuyết trong sách giáo khoa ra là điều trị không dùng thuốc ạ nhé. Hẹn tái khám rồi vaccine phòng cúm, các thứ vaccine phòng thủy cầu. Cái viêm phổi này là đặc trưng của bệnh COPD. Đó là đỉnh cổ thì tròn này, lưng sườn nằm ngang này, khoan lên sườn thì không giãn lắm. Cái này thì không giãn lắm. Nhưng mà mạch máu thì đúng là tập trung vào trung tâm và tư trước là ngoại vi. Nhưng mà còn phải bệnh nhân này chưa hạ thấp lắm, góc chống hoành chưa đủ. Đấy là cái phim này. Có đỉnh cổ thì tròn, cổ thì chưa đi thương lắm. Không đủ. Các bạn nào hỏi gì bà em này? Mình nói như là giải bài xương đi nhắn này. Nếu không chứ giải bài xương đi nhắn này.
chồng vẫn không biết được cộng. Cái đơn không ai kê đơn được. Cho 16 sinh viên tư tu lên kê đơn, không có một người nào kê đơn được. Thank you.